Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, người ngước mắt lên nhìn thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng, còn bà này tuy thật túng thiếu đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong Kinh Thánh, bà quá, trẻ mồ côi và khách ngoại kiều là những người xấu số và nghèo nhất, bởi vì luật pháp không bảo vệ họ. Họ là những người bị loại ra, họ là những người ở bên vệ đường. Bài tin mừng hôm nay kể về một bà quá, bà ấy bỏ vào thùng tiền 2 đồng tiền kẽm, là số tiền nhỏ nhất của thời bấy giờ. Nhưng Chúa Giêsu lại có cái nhìn khác chúng ta. Chúa Giêsu đã khen bà ấy bỏ nhiều nhất, bởi vì bà đã bỏ tất cả những gì bà có. Câu chuyện của bà quá cũng là câu chuyện của mọi người chúng ta ngày hôm nay. Chúa muốn chúng ta đến với Chúa không phải về hình thức bề ngoài. Có những lúc có thể chúng ta dâng cúng nhiều, có những lúc chúng ta có thể làm những việc rất to, rất lớn, nhưng chúng ta không phải làm vì sáng danh Chúa mà lại sáng danh chúng ta. Chúng ta không làm để vì mưu ích phần rỗi cho mình hay cho người khác, mà chúng ta làm để khoe người khác. Bà quá đã cho tất cả, và điều ấy đẹp bởi vì bà cho ngay cả bản thân của mình, ngay cả sự sống. Có thể cuộc sống ngày hôm nay cũng bảo chị em nói mình không có thời gian để đến với Chúa, và ngay cả trong gia đình, vì manh cơm, vì miếng ăn cơm áo, chúng ta không có thời gian để dành cho nhau. Nhưng thực ra điều quan trọng không phải là ta dành cho nhau bao nhiêu thời gian, mà những thời gian chúng ta dành cho nhau ấy có phải là tất cả không. Nghĩa là chúng ta dành cho nhau có phải vì yêu mến không? Có thể thời gian vợ chồng, bố mẹ con cái dành cho nhau rất ít, nhưng nếu đó là cả tâm tình của mình thì nó sẽ có giá trị. Có những giây phút chúng ta đến với Chúa có thể rất ngắn thôi, nhưng nếu chúng ta đến với cả tâm lòng của mình vì lòng yêu mến Chúa thì chúng ta có giá trị trước mặt Chúa. Đã có những lúc chúng ta đọc kinh nhiều, lê thê, đã có những giáo xứ họ đạo, không phải là xấu đâu, nhưng có thể tổ chức những cuộc rước rất linh đình. Nhưng nếu tất cả những điều đó chỉ dừng lại ở bề ngoài thì nó cũng giống như Chúa Giêsu nói, đó là người ta dâng cho Chúa những của dư thừa, điều đó Chúa không cần. Vậy thưa cùng bạn chị em, ước gì lời Chúa hôm nay ở lại với chúng ta để giúp chúng ta ý thức những gì chúng ta làm, và chúng ta hãy làm bằng cả lòng yêu mến của mình để chúng ta có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Amen.